Sabina xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ làm salad cá ngừ ăn cùng với lại bitterret làm từ bột mì nguyên cám. Đây chính là sản phẩm mới của nhà Herbina. Dạng bánh mì rỗng ruột thì mình có thể cho nhân vào bên trong dùng rất là tiện lợi. Và chính vì làm từ bột mì nguyên cám giàu chất xơ, sức hấp thụ chậm, no lâu và hỗ trợ giảm cân rất là tốt nha. Và nguyên liệu thì bao gồm 50g đậu que, 1 ít salad, nửa củ cà rốt. Và mình có ở đây là cà rốt ngâm chua heo thì trong video trước mình đã có làm và hướng dẫn. Và mình sử dụng ở đây đó là cá ngừ ngâm với lại dầu ô liu, thì loại này dùng rất là tốt cho sức khỏe. Và đầu tiên thì mình sẽ cắt cà rốt ra thành hình hạt lựu. Và món này thì chế biến rất là nhanh luôn, cho nên mình có thể dùng làm ăn sáng hoặc là mình chế biến sẵn sau đó mình đem đi làm dùng ăn trưa rất là tiện lợi. Và cà rốt thì mình cũng cắt xong rồi, thì đối với đậu que mình sẽ lại bỏ đi phần đầu và phần đuôi, sau đó mình kéo cái phần sợi xơ của nó ra. Mình sẽ đem hai cái nguyên liệu này đi luộc trong khoảng vài phút. Và bây giờ thì đậu que nó cũng đã chín và hơi mềm thì mình sẽ vớt ra nha. Và mình sẽ vớt cà rốt ra vào trong một tô. Và bây giờ thì đậu que sau khi đã luộc chín rồi thì mình sẽ cũng cắt thành hình hạt lựu và cho vào trong tô chung với lại cà rốt luôn nhé. Mình sẽ nêm nếm vào đây là 1 ít muối hồng, 1 muỗng sữa chua Hy Lạp, thì loại này Herbina cũng tự làm luôn. Và cho vào đây thêm 1 ít mù tạt vàng để mà tăng thêm hương vị. Và cho vào đây là nửa hộp cá ngừ. Thì mình không cần phải cho thêm dầu vì cá ngừ thì nó đã có dầu ô liu ở trong đó rồi. Và mình trộn đều hỗn hợp này lên và ăn rất là ngon luôn. Và đây chính là bitterret nhà Herbina. Và dạng rỗng ruột á, thì mình bây giờ mình sẽ cho cái phần salad vào và mình sẽ cho hỗn hợp cá ngừ vào trong. Và rất là nhanh và đơn giản luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây cà rốt ngâm chua thì cho nó thêm cái vị chua chua. Và món của mình nó đã hoàn thành rồi. Và mời cả nhà cùng áp dụng cái món này và cho Herbina xin cảm nhận của mình nhé. Herbina rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thấy kênh hữu ích thì hãy đăng ký, like và share để mà cho Herbina có thêm động lực tạo ra nhiều video về các món ăn, ít link nào hỗ trợ giảm cân rất là tốt.